đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào các bạn yêu cờ trong video ngày hôm nay kênh học của Tuấn online sẽ gửi tới các bạn và bình luận về trận chiến của ngoại tinh lan khách vương tốt nhất và một đối thủ trên ứng dụng thiên thiên thượng kỳ đây là một cũng là một cao thủ ở đẳng cấp hàng đầu trên thiên thiên chúng ta cùng xem bên đỏ tấn công vương như nào anh ta đi được cờ đầu tiên là vào hai bình năm tấn công trung lộ ngay Vương đối lại bằng hệ thống bình phong mã kinh điển của anh. Bình 3 tiến 1, bình 3 tiến 1 và mạng 8 tiến 9. Bình 1 tiến 1 đến từ ngoại tinh nhân, từ đây là có 3 biến dành cho bên đỏ có thể đi, một là phương án phó 8 bình 7, xe 2 tiến 6, nhưng mà trong trận này thì bên tiền đã lựa chọn bình pháp đó là hoành xe 9 lên. Vương tiếp tục bình 1, bên đỏ ăn lên và xe 2 tiến 5 không chỉ đồng cao, đang có ý tưởng là sẽ bắt qua đường tốt 3 bên đỏ trong hình cờ đây là có hai biến có thể chơi ngoài phương án như trong thực chiến đó là nhấc nhất cần pháo tám đến hai lên đấy để ngăn đường xe thì có một biến khác mà bên đỏ có thể đi đó là phương án chạy xe chín bình sáu qua đây nếu mà vương có ăn qua đây thì bên tiên người ta sẽ tách con vào năm bình bảy qua để lên tượng đấy các bạn nhìn thấy hình cờ này vẫn là hình cờ nó dễ đánh dành cho bên tiên thôi ở trong thực chiến của ván đấu này thì bên tiền của đối thủ của ngoại tinh là khách không đi như vậy mà đã lập tức đi lực cờ là pháo tam biến 2 để ngăn bước xe của bên đen. Ở vương pháo 2 bình 1. Và bên đỏ tới đây mới là chạy xe 9 bình 6 sau. Các bạn lưu ý ở đây mà bên đen nếu mà vội vã vật pháo súng mã để ăn hơn tượng đấy thì không được. Thực chiến thì ngoại tinh là khách đã phải cho tượng 7 tiến 5 để phòng thủ trước. còn nếu mà sai lầm đi lực cờ cơ bản đó là phương án phá một tiền năm ở đây ăn mã đi nếu mà nghĩ rằng tượng ăn lên thì là chém pháo hơn cây thì tất nhiên là bên tiên sẽ đánh như sau đó là phương án chuyển pháo vào ngũ chiếu tướng ép lên bên này có ăn xuống tượng ấy thì bên tiên sẽ có thủ pháp đó là xe hai tiền 6 lên để không chế cặp mã của bên đen các bạn thấy hình cờ đây là hình cờ mặc dù bên đỏ kém tượng nhưng mà các thế quân các thế đứng của các quân là tỏ ra linh hoạt hơn và mạnh hơn so với bên đen khá là nhiều Trong ván cờ này thì người cầm bên đen chính là đệ nhất bảo anh hùng của kỳ đàn Trung Quốc đương thời. Vương không đi lắc cờ tiện tay đó mà đó cho củng cố tượng bằng đường cờ là tức 7 đến 5. Ở bên đỏ vẫn là vỗ phá vào đây để giải thoát trận hình. Lên sĩ trước, xe 2 tiến 6 để kiềm tỏa bộ pháo mã của bên đen. Đây là hình cờ mà bên đỏ bắt đầu dựng được cái thế công. Vương thứ nhất phá 1 đến 1 không cho xe chóc tốt, thoái về. Và từ đây được coi là một kinh điển của nghệ thuật đánh của bên Tiên khi anh ta đã đi được một đường cờ khiến cho ngoại tinh là khách sai lầm trong cái bối cảnh này và để mất quân. Ở đây đánh bình ổn này thì Vương Thiết có thể đi cờ tách pháo 8 bình 9 qua. Thì không có vấn đề gì, bên đỏ có ăn xuống đây thì thoái mã về thôi. Xe 6 bình 2 thì lượn mã qua đây, các bạn nhìn thấy hình cờ đây là hình cờ vẫn là cân bằng thôi. Hai bên chưa có nhiều điểm khuyết để tấn công lẫn nhau. Nhưng mà trong cái bối cảnh này thì cái thể thức Vương Thiết đi đấu cũng khá chủ quan. Vương đã đi được cờ pháo 8 tiến 2 để ngăn bước xe. Thì đây là một sai lầm khi chúng ta nhìn thấy được là con xe 1 của ngoại tinh là khách đã đứng vào vị trí hiểm địa. Ở à bên đỏ lập tức tung chiêu. Binh 3 tiến 1, một đòn phi đào rất hay ở giai đoạn Trung cuộc để bắt chết cây của ngoại tinh là khách. Các bạn nhìn thấy khi bị sức tấn công của con binh ba từ đây là bên Vương là có hai biến thôi. Mà biến nào thì cũng rất là kém. Nếu mà sai lầm ăn tốt lên thì còn kém hơn khi đó thì bên đỏ sẽ có bên đỏ sẽ có thủ pháp là vật tượng ngay để mở mặt cho con xe 2 chuyển qua đường 9 bắt chết xe ở phương này thì ngoại tinh là khách không đi anh ta đã phải chấp nhận kém một chút bằng đường cờ là vén tượng lên à bên đỏ tới đây mới chọc con xe xuống đây để bắt chết cây bắt chết một mã của bên đen các bạn nhìn thấy được là, là cái đường cờ binh bào tiến một rất là hay và cao tay của bên đỏ thoái về và bắt chết mã. Ở tới đây chính thức hình thành mà thế trận ưu thế rất lớn của vương thứ nhất. Sau khi ăn mã xong thì vẫn đang ám vụ đường cơ tiếp theo là phó quất tượng đấy. Bên này phải chạy xe. Mã 3 tiền 4. Chuyển phó qua đấu cây thoái về và xe 7 thoái 1 đến từ kỳ thủ bên đỏ. Lên mã chuyển qua để mở đường cho các hệ thống quân phát triển hơn. Thoái bắt đến xuống sau đó là mã 6 đến 7 đến từ ngoại tinh lên khách chúng ta bắt đầu xem từ đây là vương Tết có thể chống đỡ hoa được không trong cái bối cảnh này khi mà anh ta đang kém quân kém một quân so với bên tiên phó là mình ba bắt mã vương không chạy mã mà đã đi một nước cờ có lực hơn rất là nhiều Đã là phương án làm đến một ở à bên đỏ ăn ngay ở vương ăn qua đây luôn cả mã và đây tốt đầu ăn lên và đặt về đây đi nước cờ là C1 thoái 1 để dạo bắt tốt, bắt mã. Trao tượng lên và Vương thứ nhất đã đi lực cờ pháo 1 tiến 3 vật tượng ngay, ép tượng 7 tiến 9. À, tới đây thì vương thứ nhất không ăn tượng ngay mà anh ta đã cho thấy được cái kỳ nghệ đỉnh cao của mình bằng đường cờ C1 bình 5. Rất đơn giản thôi, nhưng mà nó có tiên và có lực ở cái đường cờ trên. Mai chạy, bây giờ mới là chém tượng. Sau khi chém tượng như vậy thì chúng ta thấy được là bên đỏ phải đi một trong hai biến thôi, lên sĩ lên sĩ bên nào thì thực ra là cái biến hóa mà bên đỏ lựa chọn là cái biến lên sĩ 6 ở đây thì nó tạo ra cái tính chất lỏng cờ hơn khi mà con pháo đen trở nên linh động và có uy lực hơn so với đường cờ nếu mà lên sĩ 4. Ở vương thoái về bắt pháo, bên đỏ không chạy pháo ngay mà vẫn làm thoái về, bắt buộc chạy pháo rồi. Các bạn nhìn thấy hình cờ tới đây là bên vương thứ nhất mặc dù kém quân nhưng mà có thế công một chút khi chúng ta nhận thấy là bên đỏ vỡ tượng đồng thời con binh 7 của ngoại tinh là khách làm một con binh có lực và mạnh hơn rất nhiều so với các đầu binh của bên tiên thoái bắt pháo và tiếp tục là vật qua đây để bắt xe bắt cục ép mã thoái về sau đó là pháo chín thoái hai à, bên tiên đã cho tiên pháo xuống và vương thiết thừa cơ hội binh 7 tiến một lượn mã bình qua bắt pháo tiếp tục là Bình 7 1 chúng ta thấy là ngoại tinh là khách đánh cái bắn cờ này có thể nói là rất hay mặc dù anh sai lầm ở cái đoạn Trung Quốc để mất cây nhưng tới đây thì chỉ một vài thủ pháp chuyển nhịp thì bên đen đã có thể phản công ngược trở lại mặc dù vẫn có thế kém quân thì tới đây được coi là một biến hóa không hay dành cho bên đỏ khi đã đi lực cờ là tượng 9 thoái bảy phương này thở dĩ không hay bởi vì nó không phòng thủ tốt đủ tốt thì cho nên nó bị chậm nhịp hơn về sau với sức tấn công của ngoại tinh lên khách thì bên Tiên vẫn phải đi được cờ lần Từ năm bình 6 nó khiến cho cái Vị trí quân của bên đỏ trở nên lạc nhịp Tiếp tục là bình 9 Tới đây thì các bạn nhìn thấy ngay là ngoại tinh là khách ưu thế hai đầu bình Nó mạnh hơn rất nhiều so với hình cờ của bên Tiên Chuyển bắt pháo, chiếu tướng và Pháo năm thái 1 Vương Thế nhất, tiếp tục là đấm bình để bắt chết mã Chuyển qua tiếp tục đấm dưới tốt ăn cây okay, chuyển qua đây và chuyển qua đây hình thành uh, xe pháo đấu với uh, xe mã của bên đỏ nhưng mà hình cờ này là khiến cho bên đỏ đã gãy tượng rồi rất khó để phòng thủ thành công treo tượng lên để có thể đưa pháo vào trung tâm để tạo lên sức bật để tấn công bắt tốt thoái về Và vừng hết không đấu cây đi cờ xem thoái ba chiếu tướng các bạn nhìn thấy hình cờ tới đây chiếu tướng bắt buộc phải đi đất cờ là vào tướng rồi bởi nếu mà thoái mã về sẽ bị pháo chuyển qua đây thì thua à, từ sáu bình đăng và vương thứ nhất vũ pháo chiếu ở đây thì có hai bên chính mình sẽ phân tích cùng các bạn thực chiến thì bên đỏ đã đi được cờ là từ sĩ 5 tiến 6 còn nếu mà sai lầm đi được cờ là lao mã lên thì sao Vương này rất yếu khi chúng ta thấy được là bên đen sẽ có thủ pháp tiến xe lên điểm cao để nhốt quân nó khiến cho các quân của bên đỏ không có đường đi đặc biệt là con xe đi thì bắt mạng ngay bắt buộc chạy theo hàng ngang chạy theo hàng ngang thì như vậy thì với thủ pháp đảo sĩ thôi thì chúng ta thấy được là chắc chắn là bên đỏ sẽ phải bỏ quân để có thể chiếm vào trung lộ đấy nếu mà cứ chạy theo hàng ngang đây thì xuất tướng thì thua ngay không thể đỡ được đó bắt buộc nếu chạy qua đây để xuất tướng thì có thể bình vào ngũ thì bên này ăn qua thôi thì hình thành xe pháo tốt chắc thắng hình cờ của bên tiên chúng ta xem thì trong cái bối cảnh mà Vương Thiết đóng vào chiếu trong thực chiến là bên đỏ đã phải gác sĩ 5.6 sáu lên Vương Thiết ăn ngay bên này chuyển qua giữ mã và chiều tướng qua và chuyển qua đây đe dọa là sẽ đi lên cờ là phá quân thái 1 về để gác sĩ lên tấn công Ở tới đây thì mình sẽ đi khá là nhanh thôi đây là hình cờ tàn cũng tương đối là đơn giản thoái về và Vương Thiết sẽ sáu thái bốn để có thể ám phục cái đường cờ bình vào ngũ để nhốt quân. Và tới đây thì Vương Thiết điểm phản đấu bằng cái đường cờ vén dĩ lên để đưa pháo nhập trung lộ bắt chết xe. Và tới đây thì chúng ta thấy được là bên đỏ đã buông cờ nhận thua và không còn đường cờ nào có thể chống đỡ được ngoại tình là khách cả. Anh ta đi là cờ cuối cùng mã một thoái 2. À, sau đó là Vương thoái xe về và tới đây là bên đỏ buông cờ nhận thua. Video kết thúc tại đây. Nên mong các bạn sẽ tiếp tục like đồng hành cùng với kênh trong những chương trình mới tới đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần sau